Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua thông báo lực lượng nước này đã tiến hành không kích các cơ sở của nhóm vũ trang Qaeda Hezbollah và một số nhóm vũ trang khác ở Iraq. Đợt không kích này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các binh sĩ Mỹ đồn trú ở miền Tây Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa và rocket. Các vụ tấn công nhằm mục đích vào trụ sở chính, nhà kho và các địa điểm huấn luyện năng lực tấn công rocket, tên lửa và thiết bị bay không người lái một chiều của nhóm vũ trang Hezbollah. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và các lực lượng đồng minh ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của hơn 150 vụ tấn công từ tháng 10 và đến nay. Washington đã tấn công đáp trả ở cả hai nước. Lầu Năm Góc cũng khẳng định Mỹ không có ý định làm leo thang xung đột trong khu vực, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ người dân và cơ sở của mình.